Hello hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng tất cả bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Như tất cả bạn đã thấy, đây là phù hiệu của vị tướng Lindit. Mình sẽ lướt qua phù hiệu bằng ngọc và trang bị của vị tướng Lindit này để chúng ta chuẩn bị tới một trận đấu cực kỳ hay. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi Lindit mùa mới này cực kỳ hiệu quả. Và bởi vì do ngày hôm nay là mình dậy hơi trễ để mình phải làm clip thật nhanh để mình còn live stream nữa ấy. Thường thì hai ngày hôm nay thì mình làm clip thì mình live stream đều muộn ấy và đều trật giờ live của mình cả. Cho nên là các bạn nếu nào xem clip này thì các bạn đừng quên đăng hãy lên fanpage Mới Xương Channel ở trên Facebook. Các bạn ủng hộ cho mình một lượt view và xem cái hành trình leo top 1 của Mới Xương nhá. Và bây giờ thì đến giờ làm việc rồi. Yêu cầu chỉ gấu nhưng mà lẽ hay nịt chúng ta một bài nhạc thật hay nào đấy. Chúng ta chuẩn bị một trận đấu thật hay. Đấy. Như bạn đã thấy thì đó là một phù hiệu bằng ngọc và trang bị của Lindit. Các bạn có thắc mắc gì hãy comment phía dưới comment giúp mình. Và phù hiệu của Lindit thì các bạn rất ngạc nhiên. Đấy, mình sẽ lấy cho Lindit đó là cái giáp, cái khiến các bạn nhé. Mỗi khi bị đánh được 30% quá 30% máu thì nó sẽ tạo một lớp khiến rất tốt, giúp cho lúc Lindit không bao giờ bị sốc sát thương. Và cái thứ hai là mình sẽ lấy thêm một cái phù hiệu đó là cái khi đi vào bụi cỏ thì Lindit sẽ bắn sát thương chuẩn. Đấy, đấy là hai cái điểm mạnh của Lindit này. Thì cách chơi của nó thì các bạn đều biết đó. Lindit là một vị tướng kiểm soát bản đồ rất tốt, nhờ đến những cái bùi và đến chiếu thức của vị tướng Lindit. Nhưng khi để đổi đầu với một thân rừng Nagaroth thì chúng ta sẽ có những trang bị cầm nang gì? Thì xong clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn triệt đề luôn. Đầu tiên thì mình sẽ phán cho mình ở bùa đường rồng và sẽ đi xuống gánh ở đường kinh cấm. Và các bạn có thể thấy là team mình sẽ có Lindit là xạ thủ và đường trên đang đánh nhau khá là gay gắt. Thì mình cũng không biết như nào đấy. Đấy. Rồi, ngày mới mình không quên chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Rồi, let's go. Đấy, mình sẽ ăn xong con này và lên level 4 và mình sẽ giết con Vendet này, không biết có được hay không. Nhưng đây là cái phá tiền đường đi gánh của mình các bạn nhé, chắc không có một chú ý nào cả. Đấy, đấy, lao lên. Ôi, không được rồi. Đấy, và đường trên đi Lindit. Ôi xong rồi, ba người đập trên, mình nghĩ mình ló mất chủ trên lắm các bạn, một pha di chuyển sai các bạn nhé. Thực sự các bạn ơi, theo mình thấy thì chúng ta nên ăn bùa đường kinh công để đi gánh đường rồng thì hợp lý nhất trong mọi cái tình huống. Bởi vì các bạn có thể sẽ xét được rằng chúng ta gánh đường kinh công ở đầu tiên là không bao giờ tốt. Đấy, cho nên là cái phá đi gánh này mình sẽ đi gánh đường kinh công để các bạn thấy được cái điểm yếu, điểm mạnh của khi chúng ta ăn con bùa. Ăn con bùa đầu game nó cũng sẽ ảnh hưởng. Đây, hay quá nhỉ. Rồi, khá được nhưng mà lại quả này mình rồi tím nó ăn rồng khoảng khá được rồi nhưng mà không sao. Bác ơi, mình sợ mất chủ phá này lắm các bạn ơi, mình không lên được phá này rồi. Cái phá này rồi, ok chấp nhận, bởi vì bản spe không hiểu sao đi theo mình cái phá này các bạn nhé. Không hiểu sao bản ram này đi theo mình và bỏ bản slim này thì quả này thì hỏng rồi. Đây, chơi luôn. Ui giang ơi, kiếp ánh chắc thế nhỉ. Bật cái này nhanh thế mà chưa bán thì nay nữa thôi được rồi, mình sẽ ăn tạm cho team mình con rồng để gờ gạc các bạn nhé. Mất cái chủ đầu là rất là thiệt. Các bạn có thể thấy được không, mặc dù mình đi gánh được kinh công, mình ăn được một mạng ở mid, nhưng hãy nhìn lại đi, chúng ta mất cái chủ. Thì cái chủ đầu tiên nó mạnh hơn con rồng nữa, khi mà mang cho team địch có được cái lượng level 4. Cho nên các bạn hãy cân nhắc rằng chúng ta không nên lựa chọn, bởi vì hiện tại ở cái đánh cáo này các bạn ấy, những cái đánh cáo thủ hay là tiếng Anh ở đầu mùa ấy thì nó đánh rất là hay. Đấy, cho nên mỗi bước di chuyển sai của chúng ta đều phéo. Và các bạn thấy cái bước di chuyển của mình phéo ở đầu game rồi. Cho nên các bạn hãy nhìn cái điểm phéo của mình mà làm cách ăn bùa thật tốt. Chẳng hạn các bạn đánh sát thủ thì các bạn hãy nên trân trọng cho mình là ăn đường kinh công trước, rồi chúng ta sẽ tập trung gánh đường rồng luôn. Và đường kinh công chúng ta không nên gánh đầu tiên, bởi vì chúng ta sẽ đánh đổi rất là nhiều thứ. Và các bạn có thể thấy là mất cái chủ thì có những trận đấu chúng ta bị mất một phần kiểm soát rất là nhiều ở phía đường rồng rồi. Đấy, thì cái đó là mình chỉ ra các bạn cái lỗi, nhân cái tiền từ cái lỗi của mình để mình chỉ các bạn cái lỗi mà chất yếu nhất của một trận đấu. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc cho mình ở giai đoạn đầu game nhé. Con bùa farm đầu tiên cũng là quan trọng nhất, có thể là giúp chúng ta thanh bài tài con bùa đầu tiên đấy, là cũng một phần đấy. Đấy, cho nên đó là một kinh nghiệm đâu để mình gửi tới các bạn. Và khi vào cái thế trận chúng ta mất chủ như thế này rồi, cái thế trận cân bằng nhưng chúng ta bị thua cái thế trận, thì chúng ta phải làm gì ạ? Thì chúng ta vẫn cứ phải là đi. Không được rồi, con ná kéo mình kìa. Đấy,
Các bạn có thể thấy là cái phù hiệu của mình hầu như nó sẽ giúp cho Nagaroth không có bao giờ có một con bó giết được mình nữa. Và khi tạo cái lớp khiến lên thì Nagaroth nó sẽ chán trường đấy. Khi một vị tướng nào dồn vào mình solo 1-1 đấy mà thể tạo ôi dồi thì mới bật chạy được các bạn ạ. Đấy, sẽ tạo một cái lớp giáp thì khiến cho team địch sẽ rất là chán dồn sát thương vào mình. Nên đây là phù hiệu mạnh nhất của Lindis mà theo mình hiện tại cảm nhận được. Và các bạn yên tâm ra, những cái gọi là những cái mình tìm hiểu và sàng lọc đến những cái gọi là những người chơi tốt thích đấu và mình được học hỏi, thì mình sẽ đưa ra tất cả các bạn một phù hiệu thật chuẩn chỉ. Và các bạn lên phù hiệu này giúp mình sẽ rất là mạnh các bạn nhá. Mình khẳng định là như vậy, những cái gì mình đưa để cho tất cả các bạn đều có ích hết. Mình khẳng định như vậy luôn. Cho nên các bạn chỉ cần việc xem clip mơ sướng, lên phù hiệu theo, bảng ngọc theo, build đồ theo, các bạn chỉ cần việc vào rank và lên rank thôi. Còn cái trận này thẳng thua thì mình không biết, nhưng mà ui dồi ôi. Đấy, hiện tại thì vẫn đang còn hai bên vẫn đang cầu điểm máu và chưa có một phá combat nào triệt để cả. Khi mà cái bước di chuyển của mình vẫn chưa đột phá những cái phá này. Không giết được không? Giết được không? 4 hấp diếp nè. Đột phá này nè. Rồi, một phá đột phá đi gánh đột phá của mình. Ôi khán đồn mất trụ mít kia. Đấy, lại làm thêm một cái điểm nó rất là chết người. Khi mà chúng ta đi gánh ở một đường mà chúng ta bỏ rất nhiều công sức. Chẳng hạn chúng ta giết con Veret vừa rồi mà chúng ta bỏ đến 4 nhân lực ở đường kinh công thì lổ vãi nhà. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm thứ hai khi chúng ta đi gánh các bạn nhá. Chúng ta chỉ tập trung 4 người khi có mắt đường rồng. Đấy, không biết cái này các bạn có biết hay không, nhưng mà từ cả lần đầu này mình đã bị lỗi 2 lần. Mặc dù giết được Veret, nhưng các bạn hãy nhìn đi, bọn mình không lấy được cái lợi thế gì cả. Fail. Đây là cái fail thứ hai của bản thân mình khi đi rừng. Và hy vọng tất cả các bạn có thể nhìn thấy cái fail này để các bạn rút ra được kinh nghiệm cho tất cả các bạn. Đấy, phá này có mát này, có mát mình nghỉ rất là khó đánh thôi. Thôi. Đấy, rất là khó đánh. Và mình sẽ mình sẽ phân tích cho tất cả các bạn một chút. Team địch sẽ có là Laurel, Nagaroth, Veret, Anette và Văn Héo. Thì trận đấu này chúng ta là một cầm một vị tướng Lindis. Chơi được, hay quá nhỉ. Chúng ta sẽ phải dè chừng vị tướng Nagaroth một chút. Không phải là Nagaroth nhảy vào giết được mình, mà mình chỉ sợ Nagaroth bay vào gây hiệu ứng khống chế, khiến cho bản thân mình bị dồn đám thì sẽ chết. Cho nên nôm na đó, một chúng ta đứng trong bụi thả diêu và chúng ta sẽ tía được ở khoảng tầm nhìn của Nagaroth ở đâu để chúng ta giữ vị trí thật tốt. Cho nên các bạn hãy cân nhắc giữa vị trí Nagaroth nhé. Còn Veret hay Laurel thì chúng ta không phải ngại đâu, bởi vì khi đứng ở trong cái thể bùi thì Veret hay là Laurel không thể nào giết được mình. Mình chỉ sợ con na nó dồn choáng mình, thêm cả lượng sát thương Veret và Laurel sẽ mình sẽ chết. Đấy, cho nên cái chết của Lindis trận đấu này mình đã tin nhìn nó rồi. Và các bạn cũng như vậy, sau một trận đấu chúng ta phải biết chúng ta sẽ bị vị tướng nó giết mình chết. Chúng ta tìm cái nguyên nhân sẽ bị giết chết thì chúng ta sẽ phải dè chừng vào cái đoạn đó, thì sẽ khiến chúng ta giữ vị trí thật tốt hơn. Đấy, chẳng hạn phá này này, Veret các thứ mình cái phá này mình hơi thám các bạn nhé. Và bị một cái màn sắt đá của Nagaroth thì mình khá là mệt mỏi về nó rồi đấy. Đấy, mỗi lần đầu thì mình cũng muốn bày tỏ những cái gì mà mình suy nghĩ để truyền đạt đến tất cả các bạn. Nếu tất cả các bạn biết rồi thì các bạn có thể là bỏ qua, nhưng nếu các bạn không biết thì đó là một cái kinh nghiệm nó rất là tốt cho các bạn. Như mình thường nói ấy, biết mình biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đấy, khi bắt đầu mỗi trận đấu thì bắt buộc chúng ta phải biết team địch là những vị tướng nào, điểm mạnh của những vị tướng đó như nào. Nhưng cái đó mình chắc hẳn tất cả các bạn xem clip của mình đều biết. Nhưng khi biết được rồi thì chúng ta sẽ phân tích, sẽ phân tích như nào ạ? Đấy, sẽ phân tích được rằng là chẳng hạn như là đầu tiên sẽ phân tích được rằng là mình sẽ giết được vị tướng nào đi. Đấy, chẳng hạn như trận đấu này nếu mà solo kill thì mình có thể là solo được Nagaroth, nếu mà outplay đấy. Nếu solo kill thì mình có thể giết được Văn Héo đấy, khi ở trong bùi đấy. Đấy, solo kill mình có thể giết được Laurel, thậm chí là có thể giữ khoảng cách solo được Laurel. Đấy là cách mình phân tích. Còn solo lại Veret thì cái đó là mình không thể, chỉ có hấp diếm tập thể Veret là có thể. Đấy, đó là cái đầu tiên là mình sẽ phân tích là có thể giết được. Nhưng cái phân tích quan trọng nhất là chúng ta bị thằng nào giết để chúng ta giữ cái vị trí. Đấy, thì mình cũng là vừa nói xong, bị Nagaroth làm choáng, không sợ nó dồn, không sợ cái lửa sát thương đến từ Nagaroth, mà mình chỉ sợ cái lửa sát thương khi mình bị Nagaroth choáng thì các vị tướng khác dồn đám mình chết. Đấy,
Cho nên chúng ta sẽ cân nhắc, và các bạn có thể thấy chỉ cần Nagaroth bay trật vào mình một cái thì mình sẽ giết nó luôn. Đấy chẳng hạn Laurel các bạn ấy. Laurel thì hầu như là mình không sợ ở giai đoạn này, chỉ sợ nó ở giai đoạn late game. Và hầu như khi mình phân tích được hai cái điểm đấy xong và mình bị mắc hai cái lỗi đấy thì sẽ tạo nên một cái trận đấu cực kỳ kinh nghiệm ở trong cái clip này. Thì khi tất cả các bạn khán giả xem clip này của mình chắc chắn các bạn sẽ có được nhiều cái lợi thế rất tốt để các bạn leo rank. Đấy, chẳng hạn pha này mình thì nói chung khá sánh sánh nhất team thôi. Vedet nè. Ôi, đấy các bạn có thể thấy solo với Vedet là một cái điều không thể, bởi vì bản thân mình không thể bắn được Vedet, chỉ có hấp diếm nó mới giết được. Cho nên là bây giờ là team mình đã có lợi thế rồi. Khi mà lợi thế không nhiều, khi mà hai cái trụ hai bên của team địch vẫn còn, và team của mình thì ôi giàng ôi, đừng có chết như thế mấy anh ơi, khó đánh lắm. Trong khi mà lợi thế vẫn chưa nhiều, bọn mình mới ăn được hai cái trụ đầu của team địch thì vẫn chưa có một cái điều gì để mà nói cả. Trong khi mà khí chết hai người, team địch đang có đẩy cho đường mid lên. Và phá này thì thực sự là Lindis yếu nhất trong cái giai đoạn thủ nhà, các bạn nên nhớ như thế. Nếu các bạn cầm Lindis mà các bạn chỉ việc cái kẻ thủ nhà thì xác định trận đấu đó tỷ lệ thua các bạn rất là cao. Đấy, Lindis chúng ta phải đánh như thế này, phải di chuyển được giữa bản đồ, phải di chuyển được những cái bụi thì điểm mạnh của Lindis nó mới mạnh. Các bạn nên nhớ như thế nhá. Cho nên cho dù team mình có thủ nhà như nào, chúng ta phải đi lên. Chúng ta sẽ đóng vai là những vị trí đầy lẻ, chẳng hạn về khi mà team bị team địch đầy ấy, chúng ta bởi vì Lindis các bạn phải hiểu, ở nhà thủ nhà không được bắn, nó chỉ thả được vài cái bầy. Chả làm được gì cả. Rất là yếu. Cho nên các bạn này cân nhắc về cái khoản trừ khi bất khả kháng, chúng ta phải thủ thì sẽ thủ. Còn mà đồng đội thủ được thì chúng ta hãy di chuyển để bắt đầy lượng lính cao, và chúng ta sẽ có cơ hội bắt lẻ được thì sẽ dần có một cái pha lật keo tốt. Đấy. Và mình đã bị mất cái giáp rồi các bạn nhá. Và tím mình có mắt. Ôi. Không được, không đánh được. Sorry. Làm sao mà đánh được cả những cái pha này khi mà cái lượng lính nó đang. Ôi Giang ơi. Chết rồi. Thua rồi. Trời cấp. Thực sự là các bạn nên nhớ rằng một bắt lẻ, còn hai chỉ có mắt khi cái lượng lính của mình cao. Các bạn có thể thấy hai đường hai bên cái lượng lính của mình làm gì cao đâu. Thua phát nó đẩy nha, mắt mình thua luôn này. Đấy là cái nguy hiểm. Thằng Na thì bây giờ không giết được nó rồi. Ôi còn một chút. Mất rồi, mất trụ rồi. Đấy các bạn có thể thấy Lindis nó chả làm được gì cả. Đấy. Ôi chết được không? Kia vẫn heo kia. Slim bán. Trời không được. Rệt luôn. Đây chạy đâu, chạy đâu. Không rệt được rồi. Thôi dù sáng thì cũng có một cái rất là may mắn là khi mình chưa quan trận đấu này. Và mình chỉ hy vọng mong các bạn khán giả xem clip này của mình có một kinh nghiệm thật là quý báu nhá. Khi chúng ta đang vào cái thế lật keo ấy, chúng ta không nên có mắt vội. Bởi vì khi chúng ta có cái thế lật keo, chúng ta rất là hứng phấn. Mà khi hứng phấn lên đó, chúng ta sẽ rất hay có mắt. Mà có mắt chắc chắn các bạn phải nhìn nhận đi. Chúng ta là người lật keo mà. Lật keo thì lượng băng làm gì băng tím nó. Đánh nhau là fail. Cho nên khi chúng ta như thế, chúng ta phải tiết chế. Thay vì có mắt, chúng ta hãy đẩy quái thật cao lên, kéo thật dài game. Chúng ta sẽ kéo với cái thế trận mà cái lượng vàng không còn là cái tính chất nó sẽ phân khoảng cách nữa. Khi cái lượng vàng ngán team địch thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội có mát. Đấy, cho nên các bạn luôn luôn thấy bản thân mình luôn ưu tiên cái việc đẩy quái cao là cái yếu tố đầu tiên. Đấy, chúng ta đẩy quái cao thì chúng ta cũng có một cái phân thẳng ở trong có mát rồi. Cho nên các bạn này cân nhắc đường mid của mình kìa các bạn kìa. Đường mid của mình kia, mà đánh nhau kia, thua luôn bây giờ. Các bạn này đúng thật, được rồi, mình sẽ cố gắng các bạn nhé. Thôi là chúng dù sao thì mình cũng sẽ không, mình không chơi cung với các bạn đấy. Cho nên mình sẽ cố gắng. Đây, mình vừa nói xong, đấy rồi, bắt lẻ được. Ôi trời ơi, thằng bắn héo chạy kìa. Nhưng mà làm sao mà chạy được. Đấy, bắt lẻ. Xong. Đấy, các bạn thấy chưa, mình bắt lẻ được bắn héo đó thì khẳng định rằng ấy, bây giờ chúng ta có mát thì có mát bây giờ luôn. Đấy, một cho các bạn chọn một con mát, hai đầy lính cáo giết con rồng của nó, và đấy con hai bắt lẻ đấy, được đấy, đấy chơi luôn, bắt lẻ thằng này là win rồi, bắt được hai thằng thôi. Đấy các bạn có thể thấy cứ từ từ mình sẽ làm nhiều cái. Khi các bạn gặp vào nhiều cái thế trận đấy, chúng ta các bạn nên nhớ ưu tiên là đầy quái các bạn nhá. Khi đầy quái đó chúng ta sẽ kết hợp một cái gì đó gọi là bắt lẻ được thì càng tốt. Còn mình không sẽ không hy vọng các bạn bắt lẻ được, mình chỉ hy vọng các bạn sẽ đầy được lính khi gặp cái thế trận này.
Đấy, bắt lẻ là cái chúng ta không phải là tự chủ được, mà chúng ta sẽ là gọi là một cái gì đó gọi là bắt gặp được, chứ chúng ta phải bắt được lẻ nó thôi. Còn cái phá đó mình không bao giờ gọi là cố ý bắt lẻ đó, bởi vì rất là khó. Chẳng thà mình cầm nát cái rót thì mình bắt lẻ được, nhưng mà nhiều vị tướng khác rất là khó. Và khi mình mang được cái thể trần khí tim địch ăn con cá xá, nhưng bị tim mình đầy lính cao, thì đây là lúc chúng ta có thể là combat một phát thắng hoặc thua luôn. Mình nói thắng hoặc thua các bạn nhé. Đấy, ôi giết được này, giết được. Ôi chết, các bạn thấy thằng bắn héo còn đánh hay chứ. Giết được không ta? Không. Rồi, hay quá. Các bạn hãy nhìn thằng bắn héo, nó đầy đường lính rất là tốt. Và thằng bắn héo đã mít rồi. Và phá này có mát luôn. Một nó thẳng, hai nó thua này. Chẳng có gì để mất được đâu. Lường lính của mình cáo quá rồi. Lên, chơi luôn Nagaroth kia. Rồi, chào Nagaroth. Rồi, hay quá. 660-13 Vered nè, chơi được luôn. Rồi, ok. Mình nghỉ trận đầu ở đây là kết thúc rồi. Và các bạn có thể thấy clip này, nếu bạn nào xem từ đầu đến cuối trận, các bạn sẽ có được rất nhiều kinh nghiệm ở trong clip này. Và đến bây giờ thì mình chắc chắn một điều rằng phá này không thắng thì sẽ thua. Cho nên mình sẽ màn phép được rằng mình xin phép chào tất cả các bạn. Trận đấu này dù thắng thua mình cũng sẽ nghỉ ở đây để mình live stream. Và clip đến đây kết thúc rồi. Và chúc các bạn những gì tuyệt vời nhất vẫn có đòi đó. Tất cả các bạn ơi, mà yêu, đừng quên hãy lên fanpage của mình xem mình live stream hành trình leo top 1 các bạn nhé. Rồi, bye bye tất cả các bạn nhé.